Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý Mobi nha. Ok. Chà. Ây da. Ba cái này nghe phèn dữ trời. Ồ, ba cái này nó cơ bản là phèn hơn tất cả những cái cổng mà lần trước luôn á. Ồ, trong tất cả những cái cổng, ba cổng này coi như là phèn nhất rồi. Ồ, vậy mà nó hội tụ vô một trận được luôn á hả? Xuất sắc thật sự. À, xuất sắc thật sự luôn. Vậy mà cũng làm được. Phải nói gọi là gọi là phải phải khen cái game này luôn. Cái game này là nó hội tụ những cái thứ mà rác rưởi nhất mà có thể luôn á. Đáng thật sự luôn. Ây da. Ok. Rồng mà chúc phúc ánh sáng à, chết cha rồi, chúc phúc ánh sáng thì lên 40 máu là sẽ đồ. Ui, hóa hình nè. Hai con quá hình luôn. Khoan đã, từ từ. Có luôn. Được. Cái bài này thì giỏi lắm là thua bài phép thôi. À, nếu như mà đi quá hình này giỏi lắm là thua bài phép thôi, nhưng mà đã biết là thua bài phép rồi thì cỡ nào mà không đóng được cái vuốt rồng. Đúng chưa? Chúng ta đã tới là phải đóng được vuốt rồng luôn chứ, đúng không? Đã nếu mà đi quá hình rồi á thì biết chắc là nó thua bài phép rồi thì đóng vuốt rồng cho con tăng cơ là hợp lý. Đúng rồi, bài này là quá hình là chắc rồi bạn ơi, là rõ. À, bài này quá hình là rõ rồi. Vô nó cho hai con quá hình ba tiền là mình nghi nghi rồi. Mình nghi nghi rồi, nhưng mà đúng là vậy rồi, pha này lên được rồng hai luôn. Rất là đẹp luôn, nếu vậy thì chỉ cần đóng thôi, đóng liên tục thôi. À, mà cái con bài này thì hôm nay thì chúng ta bị quên đi. À, chúng ta quên đi tại vì nó không có được nổi trội trong cái meta 14.20B á, cho nên là ít người để ý tới. Nhưng mà hôm qua coi hai ông cái giải gì ở bên Hàn Quốc hay là Trung Quốc gì đó, nhưng mà có hai ông top chơi cái bài này rất là cứng luôn. À, kiểu giống như là kháng tất cả mọi đội hình luôn á, vô trận nào nó cũng bích bài này, nó chơi có thể là đi được hoặc là không đi. Nhưng mà tại biết sao không? Bây giờ tụi nó đang meta chơi mấy cái bài phép á, hoặc là ẩn chính đó. À, thì nó đi cái bộ này thì nó rảnh tay. À, đúng là nó rảnh tay luôn á, tại vì nó không có tranh, không có giành. Ít có thằng giành lắm, tại vì tụi nó thường bây giờ là nó sẽ form bài theo kiểu dạng đi phép, hoặc là theo kiểu là cái dạng mà ẩn chính hoặc là pháo thủ này kia đó, thì nó sẽ không có tranh cái con bài này. À, nó không có tranh con bài này, cho nên á là hai ông đó chơi theo kiểu cái dạng là ừ thì không không phải là lúc nào cũng top 1, nhưng mà lúc nào cũng vô top. À, nó rất là cứng ở chỗ đó, là tại vì một là sao không có ai giành nè. Mà meta trước thì nhiều người giành quá, cho nên là cái bài này nó khó chơi. À, nhưng mà giờ là không ai giành, tại ai cũng chơi phép hết á. Thằng nào cũng chơi phép reroll hết rồi. Cho nên bài này theo kiểu cái dạng chạy level để kiếm 5 tiền. À, mà bài này thì nó cũng không dựa quá nhiều vào 4 tiền luôn nữa. Cho nên là coi như là bài này thuộc dạng là tránh được bão. À, tránh được bão mà gọi là nép 4 tiền ở meta vừa rồi. À, nó coi như là nó tránh được bão. Rồi thêm vô đó là một cái giải á, thì bạn biết là cái giải thì toàn hội tụ toàn là mấy ông thứ dữ không à. À, mấy ông thứ dữ không à, nó chơi nó gọi là nó kèm cựa nhau dữ lắm. Nếu mà đi một bài phép á, dễ gì bạn đi được một bài full. Thật sự luôn, nếu bạn đã đi được bài meta đó, ít khi nào bạn đi được một bài full khi mà bạn trong giải lắm. À, thường thường là bạn sẽ coi mấy cái giải đấu thì bạn sẽ thấy thường là nó kèm cựa nhau dữ lắm. Mấy cái bài mà meta là nó sẽ giấu rồi nó giành rồi nó tranh rồi nó đủ thứ hết. À, cho nên là nó ít có một bài nào bài mà meta mà theo kiểu là cái dạng mà nó cứng ở trong một cái bài đấu giải hết, mà một cái bài mà nó sổng á, giống như là cái bài này khỏe vừa đủ, ít người giành thì nó lại hay ở top cao. À, cái bài này bữa hôm qua mình mới coi cái giải đó ở bên Trung Quốc hay là Hàn Quốc gì đó, nhưng mà có kiểu như là sao là có cả Trung Quốc có Hàn Quốc nó thi đấu với nhau. À, thì có hai ông đó chơi con bài này thấy đánh giá rất là ghê. À, MC cũng theo kiểu là dạng mà kiểu giống như là kiểu phỏng vấn á, phỏng vấn cuối trận đấu á, thì hỏi tại sao là cứ ban bài này, hai ông nói là không ai chơi thì chơi thôi. À, chứ rồi bây giờ mà thí dụ giống như vô mà kèm cựa nhau thì cũng được đi, trong khi đó mình trống một bài tại sao mình không đi, đúng không? Nghe nghe cũng hợp lý nha, đúng không? Tại trống một bài mà bài này không ai chơi. Ồ, bài này không ai chơi mà tỷ lệ thắng của nó cũng không phải là quá thấp, mà bài thì nó đâu có yếu đâu anh em.
Tại vì cái con bài mà hóa hình này thì nó sẽ có như hội tụ những con mà 2 3 tiền nhiều, rồi thắng là thắng ở 5 tiền, thắng ở 5 tiền. Mà bài bạn biết là nếu mà đã thua phài phép thì bài này chắc chắn là thua bài phép rồi, mà bài thì thua thua bài phép thì dễ gì mà nó không đóng bút rồng, đúng chưa? Vô mà nó có bài giống như Pandora hoặc là theo kiểu là lựa chọn đồ á là nó đóng bút rồng luôn. Nó đóng bút rồng luôn. Nó mình đi bài này á, thường thường là hóa hình là xịn luôn, nó đi là đi bài đồ tăng trước luôn, đi đồ tăng trước rồi đồ đam sau. Bạn nghĩ đi, con carry của nó về cuối á, 2 đồ tăng có 1 đồ đam thôi vẫn thắng được. Vẫn thắng được các bạn, rất là khỏe luôn, tại vì nó tăng cứng mà. Nó tăng cứng mà với gặp gặp mà nó sao đội hình này á, nếu mà được á, thì nó kháng phép hết hết mà hết hết sức có thể luôn. Có cái gì kháng phép là nó đưa vô hết, đặc biệt là thí dụ giống như con sai cái con Rayat, con Rayat là con carry của dáng này đúng không, là nó đưa cho cái áo áo choàng luôn, áo choàng kháng CC luôn đó, thấy chưa? Đóng áo choàng luôn mà là biểu nó chí mạng cỡ nào. Bây giờ thường thường nếu mà không có bài phép nó không mạnh thì chúng ta có thể đi dạng sát thương, hút máu cuồng đao với lại găng tay. Còn nếu mà bài phép nó mạnh thì đóng cho nó một cái kháng choáng luôn, là thêm cho nó một cái gì mà hai hai cái tự nhiên giờ quên mất mẹ cái đó rồi. Giờ cái đồ mà theo kiểu cái dạng mà nó giờ tự nhiên không nhớ cái áo mà cái gọi là nó tăng cái da cái siêu á. Không biết là cái đó giờ quên mất cái đó tên gì rồi. Nó cái kiểu như là nó là một con carry nhưng mà có sức chống chịu, miễn là nó build một con carry có sức chống chịu nhiều nhất có thể, nhiều nhất có thể luôn các bạn. Rất là hay, rất là hay luôn. Bài meta bây giờ vô giải thì đâu có chơi được không, cho nên là thường hôm qua là mấy ông nào mà đi bài meta thì thường rụng rất là sớm, tại vì đa phần là giành nhau. Đi bài meta giờ đa phần là giành nhau. Còn nếu mà EXO thì bị đẩy máu sớm, tại vì tụi nó meta mà nó đẩy máu ghê lắm. EXO đâu thở nổi. Trong trong bài này nếu mà trận nào mà đi EXO là phải xanh dữ lắm kìa, hoặc là lấy được lõi và dạng đầu tư thì mới đi EXO được, còn không là bị tụi reroll nó đẩy máu chết liền. Về cuối mất máu là chết với tụi reroll liền. Nó cho nên là hôm qua là cái mình thấy thằng này nè, trong những mà một cái màn bom hóa hình mà gọi là lên top của cái thằng đó, rất là hay. Không biết ông đó tên gì, tại coi coi cái giải tiếng Hàn với tiếng tiếng Trung không không biết ông đó có tên gì hết, nhưng nhìn mặt quen lắm, không nhớ thằng đó tên gì, nhưng mà nghe nói top á. Thì cũng dạng là thứ dữ đó. Mà mình thấy nó cũng đúng không? Nếu mà vô giải mà thằng nào cũng giành bài ngon hết rồi thì mình bây giờ mà có trống một bài mà bài đó nó chỉ ổn thôi. Mình không cần bài 10 điểm, mình chỉ cần bài 7 rưỡi thôi là mình đủ rồi. Đúng rồi, mình đủ ngon rồi. Vô bây giờ thằng nào cũng ôm mấy con kia hết rồi, bây giờ xả cái này là thấy hợp lý nhất. Chứ biết sao? Bánh ngọt. Bánh ngọt, 2 bánh ngọt liên tù tì, trận nào mà nó có rảnh là nó kẹp bánh ngọt vô. Trận nào mà nó có một thằng đi ví dụ như tiên phong hay cái gì đó không cần biết, hay là zing ít gì đó là kẹp bánh ngọt vô, kẹp từ sớm, kẹp đồ, kẹp từ sớm. Nó nuôi bánh ngọt, kiểu như bánh ngọt là nó một cái con bài mà phụ giống như ẩn chính vậy đó, lúc nào cũng phải có một hoặc hai, dù hai hoặc ít thôi cũng được, nhưng mà cũng phải có, không có chê anh em không, không có chê. Lúc nào trong người nó cũng có cái đội hình đó, kể cả có thằng mà sao nó dám bỏ một thí gì hay kiểu dạng là 6 pháo thủ đi, phải không, dám bỏ một con ra lấy 4 pháo thủ thôi kẹp ấn chính. Ghê vậy đó bạn, hiểu là nó sẽ 6 pháo thủ là nó đang ngon nha. 6 pháo thủ là ngon chứ bộ, đâu có tệ đâu, dám bỏ ra để lấy 4 pháo thủ thôi và kẹp ấn chính vô, bạn hiểu rồi đó. Tính ra là nó đánh giá cao ấn chính hơn là cái đội hình mà 6 pháo thủ luôn. Rất là lý thú. Nhiều khi xem giải nhiều pha ảo ma lắm nha bạn, nhưng mà nó lại phù hợp. Nó lại phù hợp cho cái meta lúc này. Cho nên là thôi, mình thì đơn giản thôi, thằng nào chơi sao tao chơi vậy, ok không? Đó bây giờ mình đóng thử một trận hóa hình thử coi như thế nào. Đóng trận đủ hình vô gặp trận hóa hình luôn á thì ngại gì nữa bạn, đúng không? Đóng một trận hóa hình luôn.
Tại vì cơ bản bây giờ quá hình không có thằng nào giành. Nãy giờ bạn vô coi có thằng nào vô quá hình không? Không. Không có. Mà meta trước bạn thấy có trận nào mà không có không? Không. Trận nào cũng bèo lắm, cũng phải một hai thằng quá hình. Bây giờ thì không có thằng nào chơi, tại vì tụi nó biết bài meta hết rồi. À, thì bây giờ mình lấy gọi là sao, bài cũ mình chơi đỡ thằng giành. Ôi Bobby khỏe thế, Bobby được nâng cấp nha bạn. Bobby được nâng cấp thì ghê rồi. Trời ơi, nó đập kìa mẹ ơi luôn á. Thua vậy, hơi khỏe. Cơn mưa vàng túi đầu cỡ đại, cái nào cũng ngon, cái nào cũng ngon. Ba hình nộm thì không ngon rồi, bỏ qua hình nộm nha. Túi đầu cỡ đại, nếu mà bú được túi đầu cỡ đại cũng tốt. Không thôi nghĩ biến hóa đi, lấy trang bị thôi, tính lấy túi đầu cỡ đại đó nha. Nhưng mà cái này thì được có thêm cái bùa nữa, mua bùa thì được đồ cũng ngon. Ok rồi, bây giờ thì xả hết thôi, bây giờ ngại gì nữa bạn đúng không? Bây giờ thì cố gắng lên 8. Lên 8 này làm gì, xấu quá hình là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là phải có 5 tiền. Phải có 5 tiền, đặc biệt là phải có 5 tiền. Đội hình này mà không có 5 tiền là coi như là mất 50% sức mạnh. 50% sức mạnh luôn, bạn không có carry ngoài 5 tiền, cho nên là Riot với lại rồng 5 tiền là phải có. Mà thấy không? Chỉ nhớ đi quá hình là vậy thôi. Một hai con 5 tiền đó là phải có, còn không có thì thua. Không có thì thua. Nè bạn thấy không, bài bây giờ tụi nó đi phép không à. Đi phép không à, hoặc là đi với cái đội hình nó thuộc dạng cỡ cỡ mà khởi đầu bằng bánh ngọt hay là phép thuật đồ này kia nhiều lắm. Ít có thằng nào giành quá hình với mình lắm bạn, mà đã không giành rồi thì quá hình là siêu ngon luôn. Nếu mà có thằng giành thì quá hình còn có cửa, gọi là nó hơi tệ tệ, chứ còn mà không có thằng giành thì xin lỗi, quá hình là ngon lành hợp lý luôn. Rồi, bài này nếu được thì cầm xấu quá hình luôn rồi đó. Bài này nếu được cầm xấu quá hình luôn rồi đó. Nhưng mà giờ có rồng hay là lấy xấu quá hình ta, xấu quá hình nó ngon hay là hai con rồng hai nó ngon? Tại tại bây giờ mình lấy xấu quá hình thì sẽ đưa một con elite một vô. Elite một thì nó lại không có giống như con rồng hai tiền. Lấy xấu quá hình thử coi, 27% máu thì cũng được, nhưng mà 8 quá hình nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà trận này chưa có ấn, chưa có ấn thì thôi vậy. Chưa có ấn thì thôi vậy, thôi không không mơ. Mình 8 quá hình thì ngon đó, nhưng mà mình cũng chẳng cần thiết phải lên tới 8 quá hình làm gì bạn không? Cũng không cần thiết phải lên 8 quả hình đâu, mình chỉ cần mong là nó đủ được rồi. Ok. Trời thôi đi rồi. Khó dữ ta. Đây nè, dễ hả? Dễ ăn với AC, quên rồi, gọi JC của tao hả mày? Dễ ăn lắm hả? Dễ ăn lắm hả? Trời nó khỏe mẹ ơi, cũng khỏe luôn á chứ chẳng phải đùa đâu nha bạn. Ồ. Đầy bà đầu bảng luôn, đầu bảng luôn, rất tốt luôn. Trời đất ơi, có sẻn luôn. Vậy thì là sao lấy được cái sẻn ta? Nếu mà lấy được cái sẻn này thì 8 mô hình được luôn á. Nhưng mà không lấy được rồi. Dễ gì mà bú bạn ơi, mình xin lỗi bạn luôn chứ. Bây giờ mà có một sẻn là thằng đà kia nó lụm liền. Có chết nó cũng lụm đó bạn. Kể cả nó đem cái sẻn về nó không làm gì nó cũng lụm luôn. Ác dữ vậy đó, chứ bộ giỡn hả? Ác dữ vậy trời, từ từ bình tĩnh. À, chà 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 chà, lại phải up cấp nữa rồi. Pha này thì cũng chẳng reroll làm chó gì, level 8 đi reroll cũng được. Ok. Rồi rất tốt luôn, lên 7 luôn, để con này vô lấy hai rồng, cầm cái chuỗi này lấy cái chuỗi thắng cũng tốt. Bài thì xả tiền thì đơn giản quá rồi, tiền mình cả đống mà. Ừ, trời ơi, mày buồn ngủ dữ ta, chết rồi. Kẻ một đường cho anh tỉnh táo liền. Ok. Ok, trời, thắng là rõ, thắng là rõ.
mà phải nói cái bài liên hoàn khỏe nha. Cái bài liên hoàn AC dạo này nó hơi bị khỏe luôn á. AC dạo này cho đồ một cái là AC có vẻ như bắn hơi cháy nha. Để test lại con AC đó mà được AC 3 bắn cỡ nào, chứ hôm qua AC 2 bắn đã thắng rồi đó. AC 3 không biết cỡ nào nữa luôn. Ok, đưa này cho này luôn. Biết sao không? Có kháng phép là lấy kháng phép cho mình. Vuốt rồng nè, áo choàng kháng phép nè, hoặc là thú tượng lấy hết kháng phép cho mình. Tránh tình trạng là bị mấy phép bán hành, tại vì giờ bạn biết rồi đó, sát thương phép đầy rẫy. Ít nhất một trận bạn phải có một cây vuốt rồng. Rồi đồ gì mình không cần biết, nhưng mà phải có một cây vuốt rồng mới được, nó mới thuận lợi được, chứ không là gặp vài phép là mệt nữa. Xấu quá hình cộng thêm lượng máu cũng ổn, nhìn con Nasus nó biến hình lên cũng ngon, nó dữ chứ bộ. Nhìn con Nasus biến lên cũng cũng khá là ổn đó chứ. Ok, ngon 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 ngon, miễn là thắng là tốt rồi. Miễn là thắng là tốt rồi, đúng rồi, cứ thắng là ok. Hóa hình nữa, hai con hóa hình luôn. Rồi bây giờ level 8 thôi, cố gắng up level 8 sớm nhất có thể. Đáng lẽ là bây giờ là mình phải nửa 7 rồi thì hiệp sau mới level 8 được, nhưng mà pha này mình trễ à. Hết hiệp quái này thì mình khoảng nửa 7 thôi, hiệp 4.1 xong rồi mình mới có thể, nếu mà xuống tiền á thì mình mới có thể up 8. Mà bài này 8 hả? 9 luôn nha bạn. Bài này 8 hả? 9 luôn đi, 9 luôn đi. Trời đất ơi, quá dữ luôn. Nhưng mà rớt đồ vậy chết tôi rồi. Rớt đồ vậy thì hơi phèn nha bro. Khá không ngon á chứ. Từ tại bài này nếu mà được thì cũng phải cho thêm một lượng sát thương đằng sau cho con rồng 5 tiền nữa, tại Rayard đằng trước là có đồ rồi đúng không? Chỉ sợ là con rồng 5 tiền ngoài sao không có đồ nè. Bây giờ mình lên 8 trước đã rồi tính sau. Vuốt rồng là rõ, thấy chưa? Vuốt rồng là rõ, anh em cứ yên tâm. Bây giờ cứ đóng vuốt rồng cho mình vô con tăng nhất có thể. Hợp lý luôn. Người chơi đây game khuya mũi cắn vãi đạn. Dạo này mưa đó bạn, mũi nó bay vô nhà cắn đau vãi. Mũi con nào con nấy nó bự như con voi vậy, nó cắn vô nó cái ống cái kim chích của nó đâu phải là giống như cái kim chích bình thường đâu. Cái kim chích này thuộc dạng cái ống cống rút máu muốn hết máu của mẹ luôn. Ôi, khỏe thế, tính ra cứng nha. Ồ, tính ra cứng ác đó chứ. Cứng mà, thấy bạn thấy không? Mình bởi vậy mình mới nói tại sao là hôm qua hai thằng kia nó ôm đội hình thì nó đánh giải là đúng rồi. Nè, bạn thấy vô chơi mình cơ bản bài này là mình đã cô ok cơ bản thôi đó, chứ không phải gì nhiều đâu mà nó đầu bảng kìa. Ồ, cái ở giữa ngon quá luôn. Ở giữa quá ngon luôn. Đầu tư hả? Cũng được. Cái giữa ngon, cái giữa là đồ cho con rồng luôn á. Ôi, nhỏ mà có vỏ đi cho nó hay. Nhỏ mà nó có vỏ đi, đúng rồi. Lấy nhỏ mà có vỏ để làm gì? Tăng tốc độ di chuyển với tăng tốc độ tấn công đúng không? Rồi. Chút xíu bạn sẽ thấy cái con mà nè. Chút xíu bạn sẽ thấy cái con rồng 5 tiền đó nó chạy cho bạn coi. Sướng liền luôn, sướng liền luôn chứ. Đó, thấy chưa? 4.2 là mình có level 8 rồi, tính ra farm bài rất là lẹ. Sau đó là chúng ta tiếp tục lên 9 luôn, bài này thì lên 9 luôn cho mình, đừng có ngại. Đừng có ngại là gì, lên 9 luôn, đóng 9 luôn, không có ngại gì hết. Bài pha này thì đóng 9 luôn. Ai à, hỏa pháo thủ được được, hỏa pháo thủ này thì dễ hiểu. Hỏa pháo thủ thì, nhưng mà là con Rumble thì là không có bánh ngọt, phải như nó kẹp thêm bánh ngọt thì pha này giống như là tụi hôm qua chơi giải vậy, nó đi bài này Varus với lại con Rumble là pháo thủ rồi đúng không, nó sẽ kẹp thêm bánh ngọt, không biết là con gì thì mình không biết, nhưng mà cứ kẹp vô bánh ngọt vô con lúc nào nó cũng lợi thế hết. Bài thằng này có ấn ứng chính, có ấn chính rất là khỏe luôn. Ok, được thôi. Trời ơi, phải có thắng có thua chứ, mới up cấp lên đây mà còn thua nó thì nãy level 7 thắng nó kiểu mẹ gì. Đúng chưa? Cho nên là thôi tiếp tục vậy.
cố gắng để lên level 9 cái đã, rồi xong rồi chúng ta quay lại chúng ta tính sổ mấy này sau. Nhẹ nhàng đó không chơi, bởi vậy hôm qua mình thấy hai thằng đó đi cái con bài này mà mình lên mình tra trên cái trang xem đội hình đó mà mình không thấy top nằm trong top 10 đội hình là mình biết à, hai thằng này chơi đường tà. Hai thằng này nó chơi đường tà là sao, là nó sẽ ôm bài này, ôm cực kỳ nhiều bài này luôn bạn. Cứ giai đoạn đầu là thấy nó đi xấu hóa hình. Cứ giai đoạn đầu là thấy nó đi xấu hóa hình. Nó vậy mới ghê. Bài này mà lên được Nasus thì 2 sao là trâu đấy. Mình có thú tượng với lại cái kháng phép rồi, vuốt rồng rồi thì xin lỗi bạn luôn. Muốn giết con Nasus này hơi bị ghê, hơi bị khó luôn. Đây là trời ơi, tưng lên là con Nami đằng sau CC ghê quá. Con Nami đằng sau CC mẹ của CC luôn chứ không phải CC bình thường nữa. Oh, good, thắng là được, thắng là được bạn, cứ miễn là thắng là được. Rồng 5 tiền đây rồi nhưng mà mình đầu bảng dễ gì mà lấy được. Mình nói thiệt luôn, mình đầu bảng mà mình lấy được con rồng 5 tiền này thấy không? Mình mà đầu bảng mà lấy được con rồng 5 tiền này là thế sao, mặt trời ngày mai học mọc ở hướng Tây lặn ở hướng Đông liền. Hiếm, hiếm, rất hiếm và vô cùng hiếm thôi chứ không có nói nhiều. Rồi lấy cái này luôn. Từ từ bình tĩnh. Nami 2, đóng Nami 2 luôn, toàn tướng 4 tiền, bú luôn tướng 4 tiền, kiếm con Nasus 2 nữa là đẹp. Kiếm con Nasus 2 nữa là đẹp, đằng trước mà có Nasus 2 này thì đằng sau tha hồ mà chơi. Đằng sau tha hồ mà chơi luôn. Ghép mẹ luôn cái vuốt rồng luôn, đúng rồi, ngon. Wow, 81 máu. Thằng nhì bảng 53 máu các bạn, mình 81 máu rồi bạn biết mình giữ máu hơi bị ghê luôn á. Bây giờ là mình có thể thua nè, tại vì trong giai đoạn này là tụi nó đầy đủ đội hình rồi, mà mình thì chưa có, mình phải 2 con 5 tiền nữa thì mình mới đầy đội hình. Nhưng mà tụi nó muốn rút máu mình chết luôn á thì khó. 81 máu mà để nó rút máu mà tới chết luôn á thì nghe có vẻ như hơi xạo chó ha. Nó thường thường là bây giờ là nó cũng phải nằm ở vị trí là có thể mất máu thôi chứ còn mà chết luôn thì không có đâu. Tụi nó bây giờ đủ đội hình rồi, bây giờ thì mình mới bắt đầu là kiếm đội hình của mình, bây giờ cố gắng lên chính. Xong mà kiếm 2 con 5 tiền nó vô là bắt đầu thời đại của mình lại tới nữa. Thời đại của mình lại tới nữa, kháng phép này đằng trước là mình cho đầy đủ rồi. Kháng phép kháng phủng đằng trước là mình cho đầy đủ rồi, bây giờ đằng sau thôi. Đằng sau là kiếm 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 ra được con rồng 5 tiền rồi thì con đằng trước kiếm Moraes nữa là xong. Mọi chuyện chấm dứt, đỡ phải nói nhiều. Thằng này có ấn liên hoàng. 2 ấn liên hoàng, 9 liên hoàng, được, 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 được. Thằng này chắc chắn là đi 9 liên hoàng rồi. Cái gì? Nevermind 007 được. Chắc chắn là nhìn thấy nó cầm hai hai cọc cục là 2 cái ấn liên hoàng là bạn hiểu rồi gì, bạn hiểu liền mà. Thôi 9 liên hoàng thì ghê, 9 liên hoàng thì ghê rồi, nhưng mà 9 liên hoàng cũng chưa chắc gì ăn được mình nha. Để coi, để coi thằng này nó có ra được 9 liên hoàng hay không. Ố hoài quá. Rồi tiếp tục úp lên vào thôi, up lên và chín xong đi là hết hiệp quái này, là chúng ta cũng phải hơn nửa đường chín, hơn nửa đường chín xong lên chín cái luôn là đẹp. Ok, quá tuyệt vời. Năm mươi bốn máu rồi, thua một phát từ 8 mấy máu xuống 54 máu lẹ nha. Lẹ thật sự luôn, tại bây giờ rút máu mà nó nhanh mà. Giai đoạn này tụi nó thắng mình là toàn là thắng khoảng 5 6 con không, rất là khỏe luôn, cho nên là bây giờ rút máu nó hơi bị nhanh. Đúng rồi, lên được 2 sao. Trời, bây giờ con này mới lên được 2 sao hả? Con 1 tiền mà tới bây giờ mới lên được 2 sao, nghe có vẻ xạo chó thật. Ok, bán 2 con này đi. Bán 2 con này đi, kiếm mở tiền up level 8 xong cái nhẹ là bắt đầu roll luôn. À,
Đó, thấy chưa? Bây giờ xả xả tiền luôn cũng được đó. Mình thích thì mình xả tiền luôn, nhưng mà bây giờ biết sao, mình xả làm cái gì, mình còn phải chờ tới thời vòng đi chợ nữa. Bây giờ mình xả mình cũng chưa chắc gì mình đã xoay được cái con rồng 5 tiền hoặc là Reat, phải không? Cứ từ từ. Ây da, Ariba rồi, Ariba cầm ba cây mũ thích nghi rất chân thật, rất chân thật luôn, một trong những cái con bài mà mình cảm giác như tin tưởng quá đàn. Đâu 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 đâu, thôi đi rồi. Khó nữa rồi, tụt xuống thêm mớ máu nữa rồi. Bây giờ lên chính rồi nè, lên chính là mình xoay hết tiền luôn, mình lên chính là mình chơi tới bến luôn, chỉ cần mà lên chính thôi nè. Đó, đóng chính cái nhẹ nè, bây giờ mới xuống 40 tiền nè. Ơi trời đất ơi, đây nè, thấy chưa anh em, thấy chưa? Đó, nó phải thế chứ. Đó, bắt đầu đưa đồ vô nào, xong rồi lấy hết đồ của con này ra đưa cho con Rayad gánh. Trời ơi, sao mà nó ra hay dữ vậy trời. Nó ra hay dữ vậy trời, nó ra đúng con Rayad của mình đang cần luôn. Tốt, tốt, thế thì tốt. Pha này chín rồi thì chỉ để xoay thôi. Pha này chín rồi chỉ để xoay thôi, chứ giờ không cần làm gì nữa hết. À, đây rồi, để coi Rayad có gánh được không nha. Rayad giờ là 5 tiền, hình như là không biết có bị nép không, nhưng mà có vẻ như yếu hơn hồi trước, nhưng mà vẫn ok, vẫn ok. Đây rồi, đây rồi. Rayad gánh rồi, bắt đầu có tiền xoay rồi nè, nhẹ nhàng liền. Sướng hay dễ sợ chưa? À, bây giờ tiếp tục cho Rayad ăn kẹo chứ, quên ăn thịt chứ, giờ ăn thịt đi em. Đúng rồi. Khi mà Gaia đã gánh được rồi thì bây giờ kiếm con rồng 5 tiền đó là quan trọng nè. Con rồng 5 tiền không thể thiếu cho bạn. Thiếu con rồng 5 tiền là nó mất đi 50% sức mạnh liền. Con rồng 5 tiền là đằng sau nó thổi rất là ác luôn. Với lại mình mới lấy cái nhỏ mà có vỏ đó, thì mình sẽ cho con rồng 5 tiền. Đây rồi, thằng này cũng quá hình hả? Không, thằng này không phải quá hình. Thằng này có quá hình nhưng mà nó đi can trường với lại hỏa. Sao quá hình ai ăn đây? Hơi, nhưng mà quá hình mày ăn rồi, khó nhờ, khó nhờ. Ôi ơi, thua xíu, thua xíu. Không, con Varus nó có đồ bạn, con Varus nó có đồ, thôi chấp nhận vậy, không có gì hết luôn. À, không có gì hết luôn. Có cái giáp báu nè, hoặc là giáp lửa cũng được, tùy. Tùy, giáp lửa thôi, giáp máu gì cũng được. Rồi, ok, lấy con này đi 4 tiền, lấy cái giáp lửa bán ra cũng được mớ. Ngon. Rồi, bây giờ vô cố gắng kiếm con rồng 5 tiền, còn nhiêu đút bánh hết cho thằng Reat nó ăn thôi. Đúng rồi, con Nasus này mà lên 2 sao là con Nasus này ghê nè. À, con Nasus này mà lên 2 sao là con Nasus này cứng lắm luôn. Chỉ sợ là con Nasus không lên thôi. Ấy da, không, tiếp tục bỏ qua nữa luôn. Ui, đây rồi, Rayad đây rồi. Này, tao mà lên được 2 sao tụi bay chết. Tao mà lên được 2 sao tụi bay quỳ xuống. Khỏi gặp tao khỏi chào, quỳ đi. Ủa chà, khó nhờ, không ra bạn ơi. Không ra con rồng 5 tiền. Ồ, không ra con rồng 5 tiền nè. Nami lên 2 rồi, từ từ bình tĩnh. Reat gánh được không? Reat gánh được không? Reat mất quá nhiều thời gian. Reat mất quá nhiều thời gian đằng đó. Chết Reat rồi. Con mẹ con Vega nó lại nắm trúng con Vega. Con Vega lại nắm trúng con Vega đầu tiên, khá là thú vị luôn. Được, được, được. Thằng này Red Snow đúng không? Red Snow hả? Red Snow là tuyết đỏ hả? Ghê vậy à? Hồng tuyết. Nghe tên hay nhờ, Hồng Tuyết. Rồi bây giờ trước tiên lấy đồ qua đã, xong ghép đồ. Trời đất ơi, cho con Nami chứ cho ai nữa bây giờ bạn, đúng không? Này phải cho Nami rồi, mình còn nắm máu hả? What the fuck, hết kịp rồi, xả tiền thôi anh ơi.
Trả tiền thôi, kiếm một đồng 5 tiền bỏ vô liền. Ấy da, Rayat 2, Nasus có Nasus. Không có mua. À, con nhìn 5 tiền là không mua, từ từ. Rayat 2 có thể gánh. Rayat 2 đây rồi. Thay vô cho con Varus liền, thay vô Varus liền, hiệp sau mình tính từ mình tính. Có rồng 5 tiền rồi, bắt đầu dễ chơi hơn rồi đó. Dễ chơi hơn nhiều chứ. Đây rồi, Nasus 2. Có thêm rồng luôn, quá tuyệt. À, để coi đánh được không, Rayat 2 rồi. Con Rayat 2 sao rồi, cứng lắm. Cứng lắm, xấu quá hình nữa, cộng lượng máu hơi bị to luôn. Với lại cái lượng đồ đó thì cơ bản là tốc độ đánh của cái loại nhỏ mà có vỏ nữa thì rất là ngon. Đó mà thấy không? Rồi xong 6 vải đạn. Ui trời ơi. Xong 6 vải đạn. Ừ, được 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 được, xong 6 ác đó chứ. Rồi đó, Nasus 2, Nasus 2 là khỏe rồi đó. Cứng ngầu liền, cứng ngắc, cứng ngơ liền đó, hai máu chấp mày luôn. Thua cũng chết mà bây giờ đẩy vô hết rồi, đưa hết đồ này cho con rồng, đúng rồi. Quá hợp lý luôn, rồng này mà lên được 2 sao nữa thì xin phép tụi bay luôn, quỳ xuống. Quỳ xuống. Ừ, rồng, ôi con rồng thổi, đúng là con rồng thổi ác thật. Ừ, rồng 5 tiền có khác. Rồi, kiếm thêm đồ cho con rồng này cầm đồ gì đây không biết nữa, cầm đồ gì cũng ngon hết. Tóm lại là có đồ là cầm là tốt. Ui, trời ơi, kiếm tử thần hoặc là cái này cũng được. Đúng rồi, nó thổi này đam hơi to luôn. Nhà máy tái chế không thèm. Tái chế gì bây giờ mình đâu có tái chế đồ gì đâu mà mình thèm cái đó bạn. Đưa này vô đây hợp lý rồi đó. Và bắt đầu xoay thôi, kiếm con rồng. Ui da, đi rồi. Con rồng 5 tiền 2 sao đâu rồi? Cố gắng cho tao rồng 5 tiền 2 sao đã. Ây da, không được rồi bạn ơi, khó quá. Ờ khó quá bạn ơi, khó, khó thật. Ui. Ok luôn. Đâu để sao? Không, Reat, Reat đằng trước, rồng đằng sau. Ngon, thằng này đi qua kỳ quái. Kỳ quái quái có đồ. À kỳ quái quái nè, quái 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 có đồ nha bro. Thằng này cũng có con Reat 2 cây cuồng đao, nhưng mà xin lỗi bạn luôn. Tuổi tuổi nào nha, tuổi nào, tuổi 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 nào, tuổi nào, tuổi nào tao bắt mày cũng chết hết. À, tuổi nào tao bắt cũng được hết, không có ngại. À, cố gắng bú con rồng 5 tiền 2 sao nữa đẹp. Không có hả, tao bán bớt mấy con này đi kiếm tiền xoay. À, kiếm tiền xoay. Yeah. Tệ dữ vậy, đây nè, đó, bán con này đi là xong rồi. Xong. À, đưa con Red qua đây, đưa con rồng qua đây, đúng rồi. Red Red Snow à, Red Snow à, được quá nhờ, bài ác đấy, bài phép đúng không? Bài phép thì xin phép bạn nè, tao bạn đánh khỏi con Nasus của tao đi rồi bạn tính. À, rồi bạn tính khỏi ra. À, thấy chưa? Nè, đó, đánh khỏi con Nasus của tao đi rồi tính. Nè nè, đánh Nasus đi bro, nè 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 nè, khó ăn, khó nhai, khó nhai, khó gì mà không chết. Ồ, khó nhai lắm bạn ơi, bởi vậy mới nói đội hình nó cứng mà nó không meta nhưng mà nó đủ thắng, xuất sắc, nó phải thế chứ. Bây giờ xoay cái gì nữa bạn, bây giờ thì tất cả mọi thứ đây là nó xong hết rồi, an bài đầy đủ đồ, đầy đủ đạt hết rồi. Không còn cái gì mà để nói hết. Xoay cho nó vui thôi. À, xoay cho nó vui thôi. Chứ còn bây giờ tính ra cơ bản là thằng này làm gì có cửa thắng nào bạn. Ây da. Nami lên đồ như vậy thì rồi một quạt là hơi bị đau luôn. À, để con Vega qua đây để bắt con Reat của mình đúng không? Không. Mày không phải bắt con Reat của tao. Mày làm sao mày bắt con rồng 5 tiền của tao này mới là vấn đề nè. Nè đó nè. Con Reat nó nhảy lên như vậy nè. Cho mày chơi luôn. Con Reat có thể chết. Nhưng mà con Nasus ở đây nữa là con kháng số 1 rồi. Thấy chưa? Làm gì được? Làm gì được đâu? Làm gì được đâu? Ok, anh em đang xem nó lại cho mình một like. Ai chưa muốn đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ. Bye mọi người. Bye mọi người nha.